Trong phân khúc 16 củ, Lan lựa chọn Sava ES7 hay Chevo PK Pro. Dạ vâng ạ, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh xe đạp thể thao An Tâm. Và ngày hôm nay em lại tiếp tục lên video để giới thiệu và so sánh cho các bác hai cái bản xe đạp. Một bản được đến từ thương hiệu Chevo và một bản được đến từ thương hiệu Sava. Và hai bản này ở trong phân khúc loanh quanh tầm giá 16 củ. Các bác nên lựa chọn bản xe đạp mình yêu thích, bản nào lựa chọn bản đó cho em. Và sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cấu hình và báo giá từng mẫu một để bác nào ưng bản nào có thể lựa chọn bản phù hợp với nhu cầu sở thích của mọi người. Và mẫu xe đầu tiên trong video của em ngày hôm nay là một bản xe đạp đua rất là đẹp với cấu hình cực kỳ là ngon, được đến từ nhà Sava. Và mẫu xe này được mang tên là Sava ES7 FT7000, một bản xe đạp đua cực kỳ là mới với cấu hình rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Bản này thì sau rất nhiều ngày cháy hàng, hết hàng, hiện tại đã có mặt về bên đại lý xe đạp thể thao An Tâm. Và em đã cập nhật được hai màu cho bác lựa chọn. Màu trên video đây sẽ là màu trắng phối với phục đen. Và ngoài ra em có cả màu đen nữa, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Bản này thì với cấu hình trang bị một bộ cấu hình sẽ là khung sườn được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm cao cấp, không có mối hàn toàn phần luôn. Dây được đi âm toàn bộ trong khung và trong tay lái thì đã rất là gọn gàng rồi. Và sơn được sơn là 3 lớp sơn tĩnh điện, rất là đẹp, nhẵn mịn luôn. Phần cổ lái và bơ tăng ni lông thiết kế dạng liền và đầu xe đã được thiết kế theo dáng đầu cá mập rồi ạ. Được quấn một cái lớp dây da, các bác cầm nắm rất là chắc tay và êm tay luôn. Và bộ đề thì sẽ trang bị là bộ đề lắc được tích hợp cùng phanh. Bộ đề số của bản Sava ES7 FT7000 sẽ được đến từ nhà Tempo, rất là cao cấp luôn. Đó, Tempo HRD125, đó rất là cao cấp rồi đó ạ. Và phuộc của bản này thì sẽ là phuộc carbon, chính hãng được đến từ nhà Sava. Và cái tem phối với phuộc nhìn thế là sử dụng tem phản quang, nhìn rất là đẹp và đặc biệt đi trời tối cực kỳ nổi bật luôn. Bản này thì phanh đã sử dụng bản phanh rất là cao cấp rồi, đó là phanh củ dầu của nhà Pro rồi ạ. Vành nhôm 2 lớp chính hãng 3,5cm. Và bánh của nó, bản này sẽ mang thông số là 700x28C. Đường vân lốp rất là rõ nét, đi đường đảm bảo cái độ êm ái, ôm cua và vẫn đảm bảo cái độ nước khi các bác đi di chuyển đó ạ. Tiếp theo về bộ chuyển động của cái bản ES7 này thì sẽ trang bị một bộ chuyển động 24 tốc độ, 2 đĩa trước và 12 tầng níp thả phía đằng sau. Chuyển đĩa và chuyển níp sẽ được đến từ Shimano 105G7000, rất là cao cấp rồi đúng không ạ? Đùm trước đùm sau sẽ đùm nhôm bi bạc đạm, chi tiết xích tiết rất là sáng bóng, rất là đẹp luôn, vành nhôm 2 lớp luôn. Và trên phần dòng đứng của xe đây ạ, đã có tem UCI là tem chứng chỉ. Bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua. Chứng chỉ bản xe này rất là cao cấp rồi đó ạ. Và cọc yên được thiết kế theo dạng giọt nước. Theo xe có sẵn một chiếc đèn hậu rất là xịn sò. Cho nên đối với bản này, BM sẽ không tặng đèn hậu mà tặng các bác là đèn LED siêu sáng, gọng bình, bình nước, bộ lục lăng, chân chống hoặc là đá lại xe. Và em sẽ test thử đùm nổ của các bạn Sava ES7 cho mọi người nghe và cảm nhận đùm nổ của bạn này ạ. Đó, đùm nổ cực thích luôn các ơi, đùm nổ quá là đã tai luôn đúng không ạ? Phanh thì vô cùng là nhẹ nhàng và chính xác rồi. Bản này đang có size là size S và giá thì có 16.590.000 thôi. Miễn phí ship giao hàng và được tặng kèm đầy đủ phụ kiện xe, đang có hai màu cho bác lựa chọn. Bác nào quan tâm, yêu thích bản này, liên hệ em ngay để tư vấn báo giá cũng như đơn các bác nha. Đó, đó là bản xe đạp đua. Và tiếp theo trong phân khúc tầm loanh quanh 16 củ thì mọi người có thêm một sự lựa chọn nữa cho em, đó là một bản xe đạp touring tay ngang. Bác nào ưng ý yêu thích cái bản xe đạp touring tay ngang, cấu hình ngon, tham khảo lựa chọn ngay cho em cái mẫu xe Chevo PK Pro này. Và Chevo thì cũng mới cập bến về bên đại lý xe đạp thể thao An Tâm thôi, được các bác ủng hộ rất là nhiều và phản hồi rất là tốt với bản này rồi. Bởi vì trong phân khúc tầm giá khẳng định các bác đây là một mẫu xe touring đáng quan tâm, đáng mua đó ạ. Bản này sẽ trang bị một bộ cấu hình sẽ là khung sườn nhôm không có bối hàn nhưng nhôm cao cấp, nhôm 6061, một chất liệu nhôm rất là cao cấp rồi đó ạ. Sơn được sơn là 3 lớp sơn tĩnh điện, dây đi âm trong khung rất là gọn gàng rồi. Và màu này sẽ là màu đen phối với tem trắng thì cực kỳ đẹp, rất là nổi bật luôn. Cổ lái này và phần pô tăng đông cũng sẽ được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, đến được từ thương hiệu Chevo đây ạ. Đó, cái vị trí phần pô tăng đông rất là rộng, các bác đi xe rất là thoáng xe luôn ạ. Và bản này thì đồng bộ trang bị bộ chuyển động là 4 món của Shimano Tiagra cơ, bao gồm đó là bộ đề số này của Shimano Tiagra này, tay phanh cũng sẽ được làm từ hợp kim nhôm đến từ nhà Shimano đây. Đó, rất là cao cấp rồi ạ. Phuộc thì sẽ sử dụng phuộc carbon đến từ nhà Chevo. Và phanh bản này sử dụng bản phanh rất là cao cấp luôn, đó là phanh của Shimano MT200, bản phanh thì vô cùng là cao cấp rồi đó ạ. Vành nhôm 2 lớp chính hãng đến từ nhà Chevo. Và cái lốp các bác nhìn kỹ giúp em, bản này sử dụng lốp, cái đường vân lốp rất là rõ nét luôn. Đi cái la bản lốp này thì đảm bảo các bác là thứ nhất ôm cua rất là tốt, rất là bám đường, mà vẫn đảm bảo cái độ êm ái, độ lướt khi các bác di chuyển xe đó ạ.
Về bộ chuyển động tiếp theo, giới thiệu về bộ chuyển động của các bạn Trevo này thì sẽ trang bị bộ chuyển động 2 đĩa trước và 10 tầng níp thả phía đằng sau. Riêng cái bản Trevo PK vào đồ này, thực sự chia sẻ với bác rằng bản này nhá đã trang bị đồng bộ 4 món của Shimano Tiagra 4007 rồi, bao gồm bộ đề số đây, đùi đĩa, chuyển níp là của Shimano Tiagra 4007 luôn ạ. Và bản này cũng có cối lục, và em cũng cho mọi người nghe và cảm nhận đùm nổ của bản này. Đó, đùm nổ siêu trớn, rất thích luôn. Thanh thì vô cùng là nhẹ nhàng và chính xác đúng không ạ? Và hiện tại thì bản Trevo PK vào đồ này em đang cập nhật được 3 màu cho các bác thì mình lựa chọn, đó là màu đen, màu xanh than và có cả màu ghi, đó màu nào cũng rất là đẹp luôn. Mà giá chỉ có 15.990.000 thôi, miễn phí ship giao hàng 63 tỉnh thành và được tặng kèm đầy đủ phụ kiện xe. Đó, phụ kiện tặng kèm bao gồm là đèn led siêu sáng, đèn hậu xịn gặp bình bình nước, bộ lục lăng và một chiếc chân chống hoặc là một chiếc giá để xe. Quá là đáng mua trong phân khúc tầm giá đúng không ạ? Bác nào quan tâm, ưng ý, yêu thích một trong hai mẫu xe mà em vừa giới thiệu đây, hãy nhớ nhấc máy liên hệ cho bên em, số điện thoại luôn để góc phải màn hình để được tư vấn báo giá cũng như đơn một cách nhanh chóng và thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.